Ok, chào các bạn Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa bài Từ câu số 36 đến câu số 32 trong cuốn cam đề số 1 Các bạn thân mến, đây là một bài khá là quen thuộc Đối với những bạn mà đã từng giải rất là nhiều đề Và cũng là một cái bài đọc khá là hay Và sẽ có như sau Đầu tiên, với phương pháp làm bài tập đọc hiểu Là hãy đọc cho cô một số câu trong đoạn văn đầu Để xem chủ đề đoạn văn là cái gì Nó sẽ có như sau này Uh, các nhà tâm lý học đã tranh cãi trong một khoảng thời gian dài về việc việc nuôi dưỡng một đứa trẻ có thể biến chúng, đúng không? Có thể giúp chúng làm được những việc xuất sắc hay không. Với một số người, tức là một số nhà tâm lý học thì nghĩ rằng nó không thể để mà có thể phát triển được một thành một thiên tài và nói rằng làm sao? Thiên tài chỉ đơn giản là cái mà con người ta sinh ra đã có. Tuy nhiên, những nhà tâm lý học khác đúng không ạ? thì lại tranh luận rằng cái khả năng để mà đạt được thành công có thể được cải thiện và sự thật thì làm ở ranh giới giữa hai cái thái cực đó. Vậy khi đọc xong cái cái đoạn văn đầu thì mình đã hiểu được mang máng nội dung của bài rồi. Với thứ hai nữa là trong cái đoạn văn 1 nó có từ other, mình sẽ làm được câu đấy luôn. Với câu 37. Vậy từ other ở trong đoạn văn số 1 ám chỉ cái gì? other people, những người khác, không phải. Other family, những nhà khoa học khác, chọn ý B. Đúng không? Ý c là những đứa trẻ khác. Vậy đây là những thiên tài khác. Vậy chúng ta chọn được 37 là ý B. 36 này, việc nuôi dưỡng một đứa trẻ đòi hỏi cái gì? Và sẽ có để trả lời được câu số 36 của chúng ta. Chúng ta thấy là động đoạn văn 1 không hỗ trợ cho bạn làm được câu đó. Vậy chúng ta sau đó. Nhưng đây là câu dạng câu hỏi điền khuyết thông tin thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm cho cô thông tin trong bài, cũng là người ta đề cập đến upbringing. tìm cho cô vào đấy, nó đọc cho cô như sau này. À, chúng ta sẽ tìm cho cô trong bài đọc tiếp đoạn văn số 2. Nó dường như rõ ràng rằng việc sinh ra với một số những phẩm chất đặc biệt, đúng không ạ, từ những cái bố mẹ thiên tài có thể sẽ làm tăng lên cái khả năng thành công của trẻ. Tuy nhiên cái khả năng thành công của trẻ chỉ được nhận ra một cách đầy đủ Với cả sự nuôi dưỡng đúng cách và cả cơ hội nữa Đó là như một nhà tâm lý học đã từng nói rằng Để có một cái ô tô chạy nhanh Cần phải có một động cơ tốt Động cơ tốt chính là gen của chúng ta Đúng không ạ? Và nhiên liệu nhiên liệu chính là môi trường sống Chính là cái mà chúng ta nuôi dưỡng trẻ như nào Vậy để trả lời được cô 36 Xem cho cô này Quay lại cho cô cô 36 dịch Dịch là việc nuôi dưỡng một đứa trẻ đòi hỏi cái gì? Nó sẽ có ý A đó là một cái sự chi phí về giáo dục đắt tiền Ý A không phải rồi, đúng ạ Ý B đó là dụng cụ âm nhạc tốt Ý B không phải Ý C của cô đó là gì ạ? Đó là những bố mẹ hỗ trợ và khuyến khích Ý D đó là những bố mẹ giàu có và thương yêu con Vậy khi mà mình còn sự lựa chọn là C và D Thì đương nhiên mình phải chọn được đáp án là ý C Nó có câu như sau Chờ. Tuy nhiên rằng, đúng không ạ, dịch là sao ạ? Rõ, rõ ràng rằng là nếu như một đứa trẻ mà được sinh ra từ cặp bố mẹ thông minh thì đương nhiên nó cũng sẽ rất là thông minh Tuy nhiên cái khả năng đấy sẽ chỉ đạt được điều đủ, đầy đủ qua cái vấn đề gì đấy, upbringing, sự nuôi dưỡng và opportunity, cơ hội nữa Vậy rút cuộc là việc nuôi dưỡng của đứa trẻ đòi hỏi phải có sự hỗ trợ và phải có sự khích lệ của bố mẹ Xong 36, xong 37, chuyển sang 38 khi các nhà khoa học nghiên cứu về sự thông minh và khả năng ở cặp song sinh, họ nhận ra điều gì? Vậy bây giờ chúng ta phải đọc cho cô trong bài, Chỗ là người ta đề cập đến đó là cái cặp song sinh đấy, đọc cho cô như sau. Các nhà khoa học gần đây đã đánh giá về sự thông minh và khả năng ở trên 50 cặp song sinh mà được tách ra từ ngay sau khi sinh và được nuôi dưỡng ở hai bộ cặp bố mẹ khác nhau họ phát hiện rằng những cái thành tích dựa trên cái dựa trên họ phát hiện rằng đó là thành tích dựa trên cái sự thông minh và sau đó sẽ là ảnh hưởng bởi môi trường sống của một đứa trẻ vậy chúng ta đọc cái này chúng ta sẽ làm được ngay câu này của chúng ta đó là khả năng phụ thuộc vào cả sự thông minh và cả thành tích vậy thì 38 chúng ta có chọn đáp án là ý a không tiếp theo này chúng ta sẽ có ý b thì sao ạ Ý B đó là sự thông minh và sự phát triển là không tương thích với khả năng. Và ý C của chúng ta đó là khả năng tùy thuộc vào cả sự thông minh và môi trường. Vậy đọc lại cho cô cái câu đấy nhé. Nhờ, khi mà họ nghiên cứu trên 50 cặp song sinh thì họ phát hiện ra rằng đó là cái thành tích dựa trên cả sự thông minh và sau đó là cả môi trường sống của đứa trẻ. Vậy thì 38 đáp án thích hợp là ý C. Song 38 chuyển cho cô sang câu 39. Các nhà khoa học chọn các cặp song sinh cho nghiên cứu của mình bởi vì sao? Đọc cho cô, tại sao các nhà khoa học lại chọn các cặp song sinh? Chúng ta sẽ chú ý cho cô phần sau. Nhờ gì cô sẽ có như sau này. À... Chúng ta sẽ chú ý cho cô vào phần sau của chúng ta. Nhờ chúng ta sẽ có như sau này. À... đâu rồi chúng ta sẽ có như sau một uh, giờ có một cái cặp song sinh được đưa ra đúng không ạ? Một trong những cái cặp một trong cái cái đôi song sinh đấy nhé, cặp song sinh đó nhận được một sự nuôi dưỡng bình thường và cũng phát triển tốt. Tuy nhiên cái cái cánh cái cánh cánh bạn còn lại trong cái cặp song sinh đấy thì được nuôi dưỡng dưới một cái cặp một cái cặp bố mẹ cực kỳ hỗ trợ và đưa ra mọi cơ hội để phát triển cả đăng. thì cái bạn song sinh này đúng không ạ? Mặc dù cùng xuất phát điểm về mức độ thông minh như người kia nhưng đó lại phát triển tốt hơn vậy thì tại sao các nhà khoa học lại chọn những cặp song sinh để nghiên cứu bởi vì làm sao mỗi một cặp song sinh đều có một môi trường giống nhau không phải đúng không ạ bởi vì họ cùng trong một gia đình vì vậy cùng được nuôi dưỡng ý b không phải vì ở đây trong nghiên cứu này là họ tách ra nên là không phải cùng trong một môi trường gia đình nên là cùng được nuôi dưỡng ý c là họ cùng có điều kiện kinh tế gia đình như nhau, vì vậy sẽ cùng có cơ hội như nhau, ý C không phải. Bởi vì sao? Bởi vì những cái cặp song sinh đó sẽ có cái cấu trúc cơ bản nền tảng của gen là giống nhau, vì vậy mà sẽ có mức độ song mức độ thông minh là như nhau. Vậy 39 chọn D. Sang 39 chuyện cho cô sang câu 40. Câu 10 dịch là những cái nhạc sĩ thiên tài thường khác so với những nhạc sĩ bình thường ở điểm gì trong cái sự phát triển của họ? đọc cho cô trong bài Đó là người ta đề cập đến những nhạc sĩ Nó sẽ có như sau như sau Điều nó sẽ có như sau này Một giáo sư, đúng không ạ? Một chuyên gia về âm nhạc nói rằng Những nhạc sĩ thiên tài thường khởi phải khởi điểm sớm Từ 2 tới 3 năm so với những nhạc sĩ bình thường Đó là bởi vì bố mẹ của họ nhận ra cái khả năng của họ Và sau đó Nhạc sĩ đó phải cần ít nhất là 15 luyện tập chăm chỉ thì mới có thể đạt đến mức độ mà là thành công. Vậy chúng ta sẽ có này, câu 40 của chúng ta. Nhờ vậy thì một nhạc sĩ thiên tài khác gì so với những nhạc sĩ thông thường đó là cái khả năng của họ phải được nhận ra từ giai đoạn rất sớm và sau đó cần phải được phát triển. Vậy 40 chọn A. Xong câu 40 chuyển sang câu 41. Cái câu mà để có một chiếc ô tô chạy nhanh, bạn cần phải có động cơ tốt. Động cơ tốt chính là bên. Đúng chưa? Và phải có nhiên liệu, nhiên liệu chính là môi trường Có nghĩa là gì? Có nghĩa là để trở thành một thiên tài Bạn cần phải có sức khỏe Và phải có sự phát triển tốt Vậy 41 mình không chọn ý à? Phải có sự lưu dưỡng tốt, đúng không ạ? Ý a không chọn rồi Bạn cần phải có sự thông minh Thông minh chính là gen và phải cần phải phát triển nó Vậy 41 chúng ta sẽ chọn Đáp án là ý B Tiếp chúng ta sẽ chuyển sang câu 42 Câu số 42 Dịch là Tất cả những câu dưới đây đều đúng ngoại trừ Sự thông minh của một đứa trẻ nhợ chịu ảnh hưởng bởi bố mẹ của chúng Ở Tiếp này, ý B của chúng ta thì sao? Để trở lên thành công, một đứa trẻ cần phải có cả sự thông minh và sự phát triển và cần phải có sự phát triển cái 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 cái, cái năng đấy của mình và ý b đúng nhá ý c đó là những cặp song sinh khác nhau những cái nghiên cái so gì cả nghiên cứu những cặp song sinh khác nhau là một rất là hữu ích trong tiến trình nghiên cứu khoa học ý c đúng và ý d của cô thì sao ạ đó là sự phát triển của giáo dục phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh kinh tế gia đình đọc cho cô trong đoạn văn của chúng ta có như sau ở trong phần này mình sẽ đọc thấy có một cái phần thông tin của chúng ta như sau giờ chúng ta sẽ có như sau này the more môi trường đúng không ạ môi trường càng thuận thì làm sao ạ? Những đứa trẻ đấy cái sự thông minh và khả năng của đứa trẻ càng được phát triển. Tuy nhiên, không có bất cứ một cái sự cái mối liên kết nào giữa cái sự thông minh và điều kiện kinh tế gia đình của đứa trẻ đấy cả. Hay nói cách khác đúng không ạ? Dù là một đứa trẻ giàu, một gia đình dù là một gia đình giàu hay một gia đình nghèo thì không ảnh hưởng gì đến thông minh của đứa trẻ. Vậy người ta nói rõ ràng như vậy rồi thì đáp án ý D của cô sẽ là đáp án sai. Đó là cái sự phát triển về giáo dục không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế gia đình Chứ không phải phụ thuộc nhiều hoàn toàn vào điều kiện kinh tế gia đình Ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong bài đọc này của chúng ta Nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc gì, các bạn hãy comment dưới bài viết trong nhóm của chúng ta nhé Tạm biệt các bạn